Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay mấy anh em tiếp tục đi thăm mấy cái lời cá lóc của mình nữa nha các bạn. Em gài mấy ngày à. Nước giật hả? Cái này bữa hổm dính 5 con luôn nè. Đó. Lóc luôn. Chỗ này êm ha, điểm này êm ha. Cái này là cái đầu tiên rồi, bữa hổm mấy anh em dở 5 con cá chê. Bữa nay có 1 con cá lóc luôn. Lóc này mới vô luôn. Ừ. 2 ngày các bạn ơi. Đây bắt luôn. Cá lóc này dễ quá. Đi hoài. Nó nằm trên bờ tính là không có nước rồng á. Nước nó dậy chứ. 100 cá lóc mở hàng. Mở hàng em. Còn dựa đám luôn á. Trong một bình. Cái đó là điểm lý tưởng đó, chỗ đó im à. Cứ kỹ là có hoài luôn. Bữa hổm cái đó là cái đầu tiên các bạn. Mình lại mình dở cái 5 con cá chê. Bữa nay không thấy cá chê nào hết trơn, có 1 con cá lóc à. Mấy bữa nước rong, bữa nay nước giật là. Nay mới có 2 đêm à. Mình mới thăm hai hôm trước nha các bạn. Mấy bữa trước thấy có mấy con cá chết sình để 3 ngày mà có con cá lóc bự chà bá chết sình uống. Nay hai đêm mới anh em đi thăm rồi. Ít một tí xíu nhưng mà cá nó có chết cũng làm khô được. Để 3 ngày sình nổi lên luôn. 2 ngày còn vớt vát đồ phơi khô rồi được ha. Không lú luôn nha. Dở lú luôn. Lú mình cũng mấy ngày rồi, đúng không? Lú nè. Cái lú rồi thăm luôn các bạn ơi. Không gài mấy ngày mấy anh em cũng không có thăm lú. Lú còn lâu hơn lời nữa. Lú mình thăm trước hơn lời một bữa. Bữa hai bữa gì á. Bữa nay phối hợp hai môn luôn các bạn. Lời lú rồi làm láng. Nó bự không? Về lại đầu này. Chất quất hả? Bữa nay là chơi lờ lú làm láng. Lờ không ta? Lóc hả? Lờ vô cá lóc nữa nha. Để trước cá chê quá, bữa nay cá lóc nha. Rồi cá lóc cứng. Bự hết lớn. Đây, có đỡ hơn không? Lóc còn khô. Hai cái lò một cái lú rồi đó. Đó gì đó.
lờ có lú rồi cá mới nhiều nhiều được á. Bữa đầu tiên mình về quá trời cá lóc lú nó chạy, nước nó rong lại nha, nó chạy ít lại dễ. Muốn cho nhảy xong rồi vậy ta, để nhiên nghiêng rồi cắn cái mũi lên đó gì kìa, mấy con bự. Cái ngóc chết luôn kìa. Là cái bên luôn. Còn cái lục ký. Này lục lồng ảo trời nè. Lờ đặt đơn giản nha các bạn. Vậy ra mà không biết sao mà nó chạy. Không có đăng, không có đó gì. Kêu có người bình luận nói là cái lờ cái bóng á. Không thấy bóng nó vô. Bóng lờ. Cái bóng là cái ngoài biển. Ngoài biển kêu bóng. Thì cái bóng cái lờ đó. Chứ mình nghĩ thấy nó thôi lôi quá ha. Mình thấy nó đơn giản, nó thôi lôi vậy sao nó chạy có hay. Không có gì vô chứ không vô chạy. Đây, cái đó là gì kìa. Đó là tập đơn giản. Gì vậy? Kiến đúng không ạ? Kiến không ạ? Hôm nay lú chạy ít cho ta. Có cá mồi cũng được, cá mồi mai đặt lợp cũng được. Có hả? Có cái này bữa không chạy dữ lắm người ta. Nó không chạy chứ. Không chạy dữ lắm kỳ đi. Nước đục ngầu luôn rồi. Đây cái lờ cái lú kế bên luôn. Lúa này không có hả? Con cái phi. Cái phi hả? Nó phi dễ, đọt vô bắt. Phi nó lóc dễ bắt. Nó chê mà. Cái này có cá chèn lấy ra. Chèn cho cá. Thở hầm.
chèn nó ăn ngon béo mềm, thịt nó mềm. Lật nít luôn hả? Cắm đầu cắm cổ cái lọc này. Cắm luôn. Dẹt dẹt mấy cái cây chỗ cái miệng hôm nó ra. Cái cây với ba cái bẹ dừa gì lắm. Lợp ở Trung Quốc à? Đó. Xong lắm. Lú này gặp mấy cá lô kiến và lúc dở lên nghe cũng cũng đã tay ha. Sao à? Ờ. Sao 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 vậy? Dở lên lô kiến. Rồi, yeah. Được con cá lóc. Con cá lóc kỉnh. Rồi, hello. Ô uống mềm cá lóc hay gì đó. Chạy rồi, đâu nó không chạy. Ui. Lóc hả? Lờ nãy giờ mấy cái chạy cá lóc không ta? Chưa thấy cá chê nha. Chê bắt cá gì? Bắt mấy cái cá chê rồi, bữa nay tới cá lóc ạ. Cá lóc còn có khúc gì ta? Nãy giờ ba cái lờ ba cá lóc ha. Ừ. Với con cá phi ha. Chưa thấy cá chê nha. Có cá rô, nãy có cá rô mà không có đổ. Có con cá lờ có con cá rô mà không có đổ. Ô nù. Đó, cái này gì đâu mà còn dục. À, nó dãy cái đuôi nó dãy lắm. Tại nắm nương nương nó sợ nó tắt á. Bố người mang nó mạnh quá chết. Thì đứt cái mang. Thì sợ sợ gì đó. Nó mới đi. Thấy gì mình cầm con cá nó giật. Thấy gì mạnh lắm. Dễ sức lắm. Nó trơn á. Cá nó trơn nó giật. Cá phi chết gì vậy? Chết, ngủ rồi. Cái này cá mồi nhiều lắm bộ. Thấy không? Ừ. Cái này một bọc luôn kìa. Bọc cá mồi. Đó. Ồ, con cá rô bự kìa. Ừ.
sình. Cái này cái hơi ốm ốm này ta. Ốm rồi, tháng này ốm lại từ từ rồi. Tháng sau còn ốm dữ nữa. Tháng sau là nghỉ ăn luôn. Tháng sau là bị đại luôn á. Tháng sau là kêu bằng cá rô cây rồi đó. Okay. Đổ xong mấy cái này chắc tối luôn á các bạn. Tối rồi. Vừa đổ lú vừa đổ lợp nè. Vừa đổ lú vừa đổ lờ nè. Lâu. Trời ơi. Còn sống luôn ơi. Chết rồi chết. Bị trắng mình nè. Cây chổi nó bị sức ra bạn. Bị sống nó quýt quá. Nó đập bởi vì mấy cây chổi dễ sức. Ngăn luôn. Mai mốt rồi mình buộc hết đi. Buộc mình làm miệng ở trên đi. Buộc làm miệng trên này đi. Thấy không ơi, cuối cùng có cây vụt ra nữa không? Chở cứng cứng chứ sống nó chở cái nào chở nó giật ra là nó sức cây à. Chịch cái ngàm, cậu nó sức 1 ngàm là sức hết trên 2 cây à. Đây, mình đặt xong nó khác các bạn. Đặt ở trên trên ruộng thì nó khác. Nhưng người ta đặt trên ruộng người ta làm hai cái cây chổi á. Chổi ra nó dễ, mình cũng làm cây chổi làm bằng cây trúc luôn mà. Rồi sống nó giật cho nó ép mạnh quá cái là nó bị sức ra. Để mình buộc chết luôn rồi mình làm cái sọt cái cọng dây với cái cây ở trên miệng. Bữa hổm cái này đâu 4 con cá chê nhỏ các bạn. Cái này không biết sao. Cái này cũng chống thu luôn hả? Chống thu luôn hả? Rồi. Rồi. Có con nào luôn? Cái lọc không? Bị nhỏng hả? Chống thu lên làng rồi. Thấy cá chê luôn nha. Nãy giờ có được có một con một à. Rồi, luôn. Không chạy luôn hả? Bớt luôn. Bị chạy quá rồi đó. Bữa nhóc chưa. Bữa bao la bữa không có. Sợ cá thủ. Mình dời á. Sợ cá chết thủ. Về chỗ. Cái lợp này làm như là đặt cái chỗ nào mà chạy rồi các bạn. Là như là nó chạy yếu lại. Không vô nữa. Phải dời chỗ, đổi chỗ. Thăm bữa nay mai rảnh rảnh mình dời điểm đi. Vậy xe dịch qua lại. Cái điểm này cách khoảng chừng vài mét vậy mình đổi qua điểm khác cũng gần đó. Tuốt trước á. Thằng trước á. Thằng bự trước á. Tuốt xuống luôn, cái đó. Nằm trong bụi á. Chết hả? Không có. Không có hả? Không có là gọi tao tưởng nó cá ngủ nha. Bây giờ tới nhìn nuôi rồi. Bây giờ lọt rồi. Yếu quá trời. Nãy giờ có con cá chê à. Mấy con cá lóc nha, con cá chê. Bữa hổm thăm là một lần là một cái mà là 4-5 con cá chê rồi. Là như mình đặt cái điểm mới nó chạy mạnh sao. Điểm nào mình đặt rồi mình thăm á bạn, mình thăm mình phải dời mới được. Cứ hổm 3 ngày chạy nhóc hết trơn, bữa nay cũng 2 ngày rồi mà. Chạy yếu quá.
cua có không? Con. Để lại luôn đi. Hả? Để lại luôn đi. Giá lên năm. Rồi đó. Để lại. Cái rô, cái lần cái rô nhỏ. À, thì kêu để lại đi. Con cái rô con để đó đi. Nó dụ dụ mấy con kia vô sao? Dụ cái đó. Sắp tối rồi nha, không biết kịp không nữa à. Hổng lú này cũng chạy mạnh lắm nè. Quất hết một cặp luôn hả? Con ếch xích cây ra luôn hả? Đây là dính được con ếch nè, nó bị xích một cây rồi. Xích một cây nó xích lại nên vừa luôn. Cái lúa ngon vậy mà không có thôi. Lúc cái lúa của mình có chai rồi đó. Ngon, cái lờ cái chai cái lúa có đâu. Cái chai. Cái lúa nhớ bữa hổm cũng có chai mà. Ăn cái chê. Chê phải mở hôm nha mọi người. Hi hi. Chết sâu. Chưa ghê em ơi. Này cái lờ nha các bạn. Còn cái lò kiến. Còn chạy vô lò kiến nữa ta. Lờ vô lò kiến luôn. Bật gáo chưa. Mình cũng còn mấy cái lúa nữa phải không? Còn 1, 2, 3, 4, 5 cái. 5 cái lúa nữa hả? Lời hay lú? Lời hả? Lời cái lời này nữa là hết rồi nha các bạn. Còn mấy cái lú nữa. Chê hả?
quản. Chi trắng. Ừ. Chi trắng bự nha các bạn. Giờ này tối quá hết thấy đâu rồi. Hết thấy. Còn mấy cái lú nữa là xong. Mấy cái lú hướng này rồi là còn lần kia mấy cái nữa các bạn ơi, tối quá rồi. Yeah. Mấy anh em đi rất sớm, không có đem đèn theo giờ. Bây giờ thăm mò luôn rồi. Rồi cũng còn mấy cá lú nữa. Nó chạy luôn. Tôi thui hết tới đường luôn các bạn ơi. Còn cái lú cuối cùng nè. Nãy giờ mấy cái lú kia cũng không có chạy. Cái này bữa hổm dính hai cá lóc gần cả ký luôn. Cái sọng được giặt luôn, xong phim luôn. Bên này hơi bị thắt nha các bạn, còn 6-7 cái lú đằng kia nữa mà tối quá các bạn, mất thấy đường rồi nên chạy về luôn. Cũng được ít cá lóc. Lờ của mình được 3-4 con cá chê gì đó ha. 3-4 ba cá chê gì á, ba cá chê, ba cá lóc, ba chê trắng với ba cá lóc, lú thì được hai cá lóc gì á, mở cái gương. Rồi anh em giờ tới nhà các bạn ơi, quá được rồi, bữa nay được hai có nhiêu cá lóc đây nè, 5 cá lóc, 5 cá chê, cái chì trắng này khủng luôn, cũng nó khủng luôn. Con này là tới tay con mà hai luôn. Cá là cá lão luyện nha. Chì trắng khủng kìa. Nó là cái 400 g ta. Có à. Chèm chèm chưa tới. Cái chì trắng khủng. Ba cái chê gì. Ba con chì trắng. Một cái rô luôn. Rô cũng ít, không có cá bự. Nè. Cái bự có con một. Ba con chì trắng dính dính lời, ba cá lóc dính lời, nhưng con cá phi hai con hả, ba con cá phi rồi lời kìa, lời con cá phi là được con cá phi, còn lú thì dính tùm lum, cũng bự bự cũng được, mới cá ngon này các bạn, con cá chèn nó thả như dưới hầm đi đây. Cái này cá ốm rồi còn đâu nữa mập. Mới có hồi. Bữa nay lời chạy hơi yếu rồi mấy anh em chắc dời lời các bạn. Dời về điểm khác nè. Dời qua chỗ khác chứ không phải điểm khác nha. Cũng dưới sông nha các bạn. Nhưng mà mình về chỗ khác, dời qua dời lại. Đặt một chỗ làm như nó chạy không mạnh. Mình để ý lần trước như vậy. Lú bữa nay chạy cũng yếu đúng không? Yếu luôn. Bữa hổm chạy quá chạy rồi, bữa nay chạy yếu. Dài hết. Mấy cá đó mình gọn lại các bạn. Tối rồi, về tắm rửa cơm nước rồi. Về video đi thăm lờ với thăm lú của mấy anh em. Đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cá này gọn lại, gọn lại đặt lập ếch ha. Ừ, cá mồi để gọn đặt lập ếch.